Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái thông tin được update nha. Vào ngày 26 tháng 8 của cái dự án ISO 3D. Thì đó là một cái thông tin, đó là cái nền tảng này sẽ giải quyết cái cuộc khủng hoảng lớn của blockchain thông qua cái việc phát triển tự động hóa và đào tạo, đúng không? Thì nhu cầu cho các nhà phát triển blockchain đã tăng vọt trong những năm gần đây. Vì vậy có sự phức tạp và phát triển vốn ứng dụng cái sự phát triển thì cái việc phát triển blockchain đã nổi lên như là các cái kỹ năng công nghệ được tìm kiếm nhiều nhất, dẫn đến sự thiếu hụt các cái nhà phát triển so với dự đoán chỉ phát triển cấp tính hơn, đúng không? Với một cái nhà phát triển blockchain cho mỗi 500 lập trình viên Java chuyên nghiệp hoặc 1.000 nhà phát triển phần mềm, người ta được tha thứ để nghĩ rằng mọi chuyện tài năng thuốc chữa bệnh. Thật không may thì nó không phải là thế, đúng không? Thì cái việc phát triển blockchain tràn đầy các cái quy trình chưa được tối ưu hóa, làm giảm đáng kể việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiêu hao nhân lực và giảm năng suất. Hầu hết các cái hoạt động này được tăng cường thông qua việc tự động hóa các cái tường trình đó. Nhưng các cái nhiệm vụ cơ bản quan trọng xây dựng nó thực nghiệm phiên bản ứng dụng DRPP, nền tảng DevOps Marketplace tự động hóa thì bắt đi không chỉ cho phép các nhà phát triển làm điều đó mà còn cung cấp cho họ một cái môi trường tùy chọn để đào tạo blockchain. Hệ điều hành cho phát triển ứng dụng thôi thì được xây dựng từ cái nền tảng như một cái giải pháp chìa khóa cho tay cho các ứng dụng phi tập trung. DRPP OS là một cái môi trường phát triển sẵn sàng để sử dụng ứng dụng việc phát triển thử nghiệm, xem trước cập nhật các cái hoạt động dựa trên blockchain thông qua các cái giao diện tự động, điều dễ chỉnh và dễ cấu hình. DRPP OS có thể chạy cái dịch vụ đám mây có bạn đi để truy cập tiền mạch từ mọi nơi mọi lúc, hoặc các nhà phát triển có thể chọn tạo hệ sinh thái riêng thông qua cái phiên bản Enterprise. DRPP OS sẽ sử dụng một cái hỗn hợp các cái ngăn xếp trước và backend được kết nối với một cái logic tin cậy dựa trên blockchain, làm cho nó cực dễ dàng mở rộng cái khả năng môi trường thông qua các dịch vụ bổ sung bao gồm các cơ sở dữ liệu MySQL, Redis, Mongo hoặc Elastic. Môi trường này cũng cho phép các cái nhà phát triển dành ít thời gian hơn để cài đặt, cấu hình các cái phụ thuộc và ngăn xếp cho hoạt động của họ, khiến họ có cơ hội hiếm hoi để tập trung vào đào tạo, giáo dục thực tế. Thông qua DRPP OS, Buddy cũng sẽ giới thiệu một cái hệ sinh thái thay đổi trò chơi cho các cái nhà phát triển gọi là mẫu vũ trụ, Template River là một cái sandbox và DRPP OS. Mẫu Marketplace thú vị làm giảm đáng kể ma sát có trong thử nghiệm và thử nghiệm các cái phát triển blockchain mới thông qua các cái giải pháp được cung cấp các cái nhà phát triển bên thứ ba. Thì các cái nhà phát triển từ các công nghệ blockchain thì có thể cộng tác, đúng không? Liên tục nhiều blockchain mà các nút không giới hạn cần các cái vật lý thông tin nào. Việc phân cấp ấy, hiện tại thì đã phát triển đến 80 mẫu cung cấp hỗ trợ cho các cái blockchain phổ biến bao gồm Ethereum, Hyperledger, NEM. Các cái mẫu này cung cấp hỗ trợ phát triển multi chain, đúng không? Thì tận dụng cái grid tự động chia sẻ của Buddy, các cái nhà phát triển có thể dễ dàng quay một cái DRPP đơn lẻ thành hàng nghìn trường hợp một cái hệ sinh thái phi tập trung. Thì họ Buddy sẽ giải phóng cái năng suất trong phát triển blockchain bằng cách trao quyền cho các nhà phát triển công cụ họ cần để phát triển những gì họ cần trong một cái lần nhấp chuột duy nhất từ hệ thống thanh toán để công chứng tài liệu, theo dõi của chuỗi cung ứng, bản mã thông báo một blockchain hoàn toàn mới hoặc các cái chức năng đa chuỗi đang được đặt nhà phát triển hoàn toàn kiểm soát sự phát triển của họ, đúng không? Thì mọi người có thể tìm hiểu các thông tin chi tiết trên Medium, đúng không?